Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập vào kênh của ông Thanh Hạnh. Vâng, đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm có chất lượng tốt trên thị trường audio để phục vụ cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc có niềm đam mê âm nhạc. Hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2019, cửa hàng âm Thanh Hạnh thông báo hàng về. Và ngày hôm nay về với cửa hàng được duy nhất hai sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc đầu tech 25XS và sản phẩm thứ hai là một chiếc đầu băng cối Akai 646. Rất đặc biệt là chiếc đầu băng cối Akai này thì còn nguyên thùng xốp và có cả khiển luôn nhé. Vâng, rất là hiếm khi gặp được những sản phẩm như vậy. Và ngày hôm nay về được hai cuốn băng và những chiếc dương có mã hiệu 646. Vâng, có hai màu khác nhau. Vâng, để cho quý khách hàng có thể gắn trên những thiết bị như những chiếc đầu băng cối Akai. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết và báo khoảng giá cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc đang theo dõi kênh được biết. Những sản phẩm luôn được cập bến trong các ngày. Vâng, sản phẩm đầu tiên âm Thanh Đức Hạnh xin gửi tới quý khách hàng là một chiếc đầu tech 25XS. Vâng, chiếc đầu tech 25XS về trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2019. Vâng, còn đầy đủ phụ kiện đi kèm. Dây nguồn, khiển zin, chân chén. Vâng, chiếc đầu này thì còn rất là mới. Đẹp trên 95%, chỉ thiếu thùng xốp thôi nhé. Vâng, đẹp từ những con ốc, không có vị han, rất là mới và sáng. Vâng, tại thời điểm này thì nó có khoảng giá là dưới 36.500.000. Dưới 36.500.000 những chiếc đẹp như vậy. Vâng, những chiếc đầu tech 25XS vào những thời điểm như bây giờ cũng rất là hiếm có hàng. Và lựa chọn được những chiếc đẹp như vậy thì lại càng là hiếm hơn. Vâng, tiếp theo trong những ngày tới thì cửa hàng đang cập nhật tiếp một chiếc về với cửa hàng. Và ngày hôm nay về trước một chiếc tech 25XS. Tại thời điểm này nó có khoảng giá là dưới 36.500.000. Vâng, sản phẩm thứ hai về trong ngày hôm nay là một chiếc đầu băng cối Akai 646, còn nguyên thùng hộp, đầy đủ phụ kiện đi kèm, còn nguyên cả giấy Katono và khiển. Vâng, ít khi cửa hàng gặp được những chiếc đầu băng cối Akai 646 đẹp như chiếc ngày hôm nay. Vâng, sản phẩm thì đẹp 98-99%, còn nguyên thùng hộp. Vâng, chỉ có vỏ thùng là cũ dần theo 5 tháng. Vâng, chiếc đầu băng cối Akai 646 thì rất là hiếm có hàng. Vâng, hiếm hơn 747 nhé, 747 thì rất là sẵn hàng. Nhưng những chiếc đầu băng cối Akai 646 về với cửa hàng thường như là bay ngay trong lốt nhạc. Vâng, và ngày hôm nay về được hai chiếc hai cuốn băng và coi như là hai bộ xương băng 646, một bộ màu đỏ và một bộ màu xanh, rất là đẹp. Vâng, và bên cửa hàng thì vẫn có những chiếc xương băng có chữ Akai màu trắng. Vâng, và cuốn Chí Linh Thanh Tuyền sau 575 nhé. Chế Linh Duy Khánh. Vâng, hai cuốn băng ngày hôm nay thì là cửa hàng xin
làm theo 6575. Vâng, đây cửa hàng sẽ tiến lại gần sản phẩm mà cửa hàng đang muốn gửi tới quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Một chiếc đầu băng cối Akai có vẻ đẹp hoàn mỹ, đẹp 98-99%. Cửa hàng cũng vừa bóc thùng. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì cửa hàng cũng đã đăng trên Zalo riêng của mình. Vâng, rất ít khi có những chiếc đầu băng cối Akai còn nguyên thùng hộp và lại còn khiển zin như vậy. Vâng, đây là katono của sản phẩm này. Và đây là bộ khiển này. Rất mới luôn. Vâng, mà giá của sản phẩm thì không có hề rẻ một chút nào khi những sản phẩm còn nguyên thùng hộp như vậy. Vâng, những chiếc không còn thùng thì cửa hàng bán với giá dưới 50. Và chiếc về ngày hôm nay cửa hàng cũng sẽ không quên báo giá cho quý khách hàng. Có giá là trên 50 triệu. Vâng, qua những thước phim quý khách hàng đang nhìn thấy đây thì sản phẩm cửa hàng cũng không phải quảng cáo nhiều. Và quý khách hàng cũng tự đánh giá được sản phẩm bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh cung cấp. Vâng, một chiếc đầu được nói có vẻ đẹp hoàn mỹ, 98-99% độ đẹp. Akai 646. Vâng, hai má gỗ hai bên, quý khách hàng có thể xoay gương được trên những sản phẩm như vậy. Vâng, và bên cửa hàng vẫn còn những chiếc đầu băng cối Akai 635D nút đỏ. Vâng, chiếc đầu băng cối Akai 646 ngày hôm nay là đa dòng điện nhé, đa dòng điện nên rất là hiếm. Nên ngày hôm nay cửa hàng đã cập nhật được một chiếc đa dòng điện. Vâng, vậy hai sản phẩm về trong ngày hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2019, cửa hàng cũng đã thông báo hàng về rồi. Và những vị khách hàng có nhu cầu sở hữu những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.